Để tạo công thức toán học với Microsoft Equation trong thể lệnh insert, trong vùng test cho lựa chọn là insert object. Khi đó học thoại insert object sẽ hiện ra. Chúng ta sẽ chọn là Microsoft Equation 3.0 và lựa chọn OK. Khi đó sẽ xuất hiện thanh công cụ Equation và chúng ta sẽ lần lượt gõ công thức toán học vào. Để tạo công thức, đầu tiên chúng ta sẽ chọn các ký hiệu toán học, ví dụ chọn căn và sẽ gõ giá trị vào, ví dụ giá căn của x. Ví dụ x bình phương, ta sẽ sổ chọn xuống x bình phương, ta sẽ lít chuột để trả về và gõ vào cộng 2. Ngoài ra, cách 2 để tạo công thức toán học từ thể lệnh insert trong vùng symbol cho lít chọn equation. Khi đó sẽ có biểu tượng là type equation here, ta sẽ gõ công thức toán học vào. Và đây là các biểu tượng symbol cũng như cấu trúc có sẵn.